Chương trình ngày hôm nay có anh trai cũng phong độ đẹp trai, vượt quãng đường xa để tìm một nửa thương của mình. Điều kiện của anh đưa ra cũng hơi khó, liệu ngày hôm nay anh có tìm được cô nào chị nào không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, em chào anh. Trước hết thì anh cho biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Em tên Nguyễn Thành Công. Anh ơi, lớn lớn em tí. Tên Nguyễn Thành Công, sinh 1976. 1976 Nguyễn Ngụ Bù Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Tây Ninh ha. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Tình trạng hôn nhân gia đình thì có vợ, có con, thì ly hôn 2016. Anh có mấy người con? Con thì có 3 người, nhưng mà 2 người đó có gia đình riêng tư hết rồi. Rồi. Giờ còn bé. Bây giờ anh cũng con lớn ha. Dạ. Lập gia đình rồi. Lên ông nội ông ngoại luôn rồi. Còn bé thì ở với bà nội, đang đi học. Rồi. Mình ở trên Tây Ninh, hiện tại anh đang làm công việc gì? Em thì làm bên ngành xây dựng. Thợ hồ hả? Dạ. Mình lãnh ha, mình đi làm công. Chung thì lãnh kiểu 2-3 năm nay á, rồi nó bất bên, cũng không có làm được nhiều. Rồi. Từ trước giờ mình có tìm hiểu thêm cô nào chị nào nữa không? Dạ. Chưa hả? Thì thôi, bà xã trước á, thì có quen một người cũng mấy năm rồi, 2 năm có đứa con nhỏ vậy, không có kết hôn rồi người ta giao. Bây giờ mình bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mình làm lương tháng thu nhập được bao nhiêu? Nói chung quân bình thì một ngày 500 ngàn. 500 ngàn? Dạ. Yeah. Tháng được mười mấy triệu rồi hả? Yeah. Làm đều không? Nếu đi làm thì cũng tương đối, mà năm nay kiểu rảnh ít có xây dựng. Rồi bây giờ mình lên mình tìm một nửa thương mong muốn mình như thế nào nè? Dạ, em mong muốn thì mấy anh tìm một người sống có đạo đức thôi, chân thành. Ừ. Sống với mình. Nhưng mà giờ mình lấy vợ về thì mình có nhà riêng chưa? Nhà riêng thì hiện tại giờ có nhà riêng. Có nhà? Dạ. Một mình ở một nhà hả? Giờ ở có mình. Nhà chắc... bự không? Chiều ngang 7m, chiều dài 24m. Đã vậy. Mình cứ vợ về mình ở nhà đó hả? Thì về thì ở đó, còn nếu mà hả ai chịu về thì ở đó cũng được. Tại cha mẹ thì thấy ở mình rồi sợ bệnh đau, không ai hay. Rồi mình có cần cô đó có nhà cửa kinh tế gì không? Nói chung thì kinh tế thì em cũng không cần, chủ yếu người yêu thương thật lòng để tìm hiểu rồi. Chứ giờ thấy đi cũng hai bước đường rồi mọi giờ. Thì bây giờ mình tìm nửa thương thì lớn mình được không? Hôm nay anh là năm mấy? 4 mấy hả? Anh sinh 76. 76, 48 hả? 48 rồi. Lớn mình năm mấy, 60 được không? Lớn hơn em. Có nhà cửa kinh tế ổn định luôn. Lớn hơn em chừng khoảng 4-5 tuổi đủ lại thôi. Rồi. 4-5 tuổi cũng được ha. Nếu mà mấy cô mà có nhà cửa kinh tế không định thì mình muốn dễ rễ thì mình đi được không? Có vướng bận gì không? Nếu ở rễ thì... Anh nói lớn lớn dùm tí. Ở rễ thì cũng được, nhưng mà bên kia đừng có... Khi mình ở đừng hắt hủi như vừa rồi. Vừa rồi bị hắt hủi quá hả? Nói chung là người ta nhậu rồi về người ta chửi. Vợ nhậu hả? Dạ. Rồi. Vợ nhậu dữ hả? Nhậu nhiều không? Nhậu rồi đi với bạn bè thì bạn bè lôi kéo đi chơi cặp kè này kia rồi. Ồ. Về mình nói thì chửi đuổi đi. Và anh ngày trước anh có vợ anh ở rể, xong rồi vợ nhậu nhiều quá rồi về anh nói là vợ đuổi anh đi. Dạ, vừa rồi thì mới nhậu với cha vợ thôi, chứ sinh nhật ở ngoài mẹ vợ ra nhậu cái về. Đổ anh đi lâu chưa? Ủa mình ly dị lâu rồi mà. Ly dị lâu rồi. Nhậu với cha vợ rồi sao?
kiểu cha vợ với mẹ vợ là sinh nhật mẹ vợ á, thì em vợ kêu ra chơi, ra thì cũng nhậu với cha vợ với mấy ông anh cục chèo, anh em cục chèo với nhau. Cái về hỏi sao vợ không ra, cái chửi, chửi thề rồi đuổi. Rồi, ai đuổi? Vậy không, chia tay vợ. Vợ đuổi, đi nhậu với cha vợ mà sao đuổi? Thì bởi vậy mới nói. Hay có làm gì cha vợ không? Có chửi mắng cha vợ không? Ủa nhưng mà lúc đó là mình ly dị chưa? Cái hồi kia thì ly dị, còn vợ sao á. Ly dị, vợ sao. Thêm một vợ sao nữa hả? Là tôi trước dành mấy vợ rồi. Hai vợ, mà vợ sau cũng đi ở rể luôn. Vợ sau thì ở rể, còn vợ trước thì ở bên đây mà thôi lâu rồi. Có gì vợ sau này là mới đuổi anh đây? Dạ. Đuổi lâu chưa? Nay cũng mấy tháng. Mấy tháng? Chắc khoảng 2 tháng. Đuổi khỏi nhà luôn hả? Đuổi luôn. Đuổi luôn. Đuổi luôn nói sao? Có bà gì ở dưới Đồng Nai gì? Bà sửa Long Thành. Có làm cái thôi đâu. Nó điện lên. Kêu thôi lỡ rồi năn nỉ đi, giờ lớn tuổi rồi đi ra cũng năn nỉ mà không chịu. Nhưng mà cái người vợ thứ hai này anh có làm kết hôn không? Dạ không, kêu đăng ký kết hôn không chịu. Không chịu cái đuổi luôn. Đuổi đi rồi nói sao? Thì giờ anh đuổi mình đi chứ giờ nói sao. Rồi đến với nhau lâu rồi nó mới đuổi. Gần 4 năm. Gần 4 năm, có mặt con nào chưa? Không, không có con. Anh có nhậu nhiều không? Nói chung nhậu thì đi làm thì cũng có nhậu mà ít lắm. Nhiều khi thứ bảy dắt anh em thợ đi nhậu thôi, còn nhà ít có nhậu. Bởi vậy về nguy hiểm lắm á. Về người ta đuổi đi hồi nào không hay luôn á. Có vợ nếu mà cũng tính bỏ nghỉ làm nghề xây dựng. Tại vì làm nghề đó rồi cái giao tiếp bạn bè nhậu nhiều quá. Bỏ nghề đó làm nghề gì? Giờ hiện tại giờ em cũng có mở cái trại để nuôi ếch. Trại của mình hả? Dạ. Nhiều không? Em đầu tư vô nhiều không? Vừa rồi đầu tư cũng mấy chục triệu. Triệu. Rồi cái căn nhà của mình luôn hả? Hay là của ai? Nhà đó thì nhà riêng của em. Nhà riêng ha? Dạ. Nhà đó giờ nhiều tiền không? Nhà đó thì hồi năm rồi người ta trả 1,5 tỷ mà không bán. Rồi giờ kiểu tính bán để còn số nợ á, trả cho hết nợ rồi. Anh làm đảo nợ hả? Thì làm năm nay không có làm rồi, hồi đó xây nhà cũng có. Mắc nợ hết nhiêu? Cũng nhiều. Nhiều. Dạ. Bán nhà trả đủ không? Bán nhà thì trả dư. Dư. Rồi xong bây giờ mình hết nhà rồi kiếm cô nào có nhà cửa kinh tế thì mình đi ở rể luôn hả? Còn miếng đất nữa, miếng đất 4 mét. Miếng đất. Mình bán nhà đủ tiền xây nhà không? Giờ được nhiêu mình xây nhiêu, hồi đó thì nhà cũng đâu có tiền đâu xây rồi cũng thiếu rồi trả từ từ. Thì bây giờ mình mong muốn mình lên mình tìm một nửa yêu thương như thế nào nè, nó anh nói cụ thể hơn tí. Em cũng nhờ mấy anh là giúp đỡ giùm, ví dụ kiếm người là sống có đạo đức thôi, là giàu sang gì đó không có cần thiết. Rồi giàu sang phú quý không quan trọng ha, là để mình sống thật lòng với nhau nha. Nhưng mà anh đi làm hồ mà làm gì mà sao mà nợ dữ vậy? Tại làm hồ thì hồi đó xây nhà rồi cũng thiếu. Thiếu bây giờ nợ là tổng là bao nhiêu tiền? Giờ cũng 800 triệu. Trời ơi, đi làm hồ cho nợ tới 800 triệu kìa hả? Tại mua miếng đất. Mua miếng đất bao nhiêu tiền? Mua miếng đất 4 mét. Miếng đất mua hết 400. 400? Vậy làm gì nợ 400 kia là tiền gì? Dạ, hồi đó xây nhà thì thiếu dữ vậy, bán lên sao đủ trả? Tăng vậy? Bán đó tính bán 1,4 tỷ, vừa rồi 1,5 tỷ không bán, bây giờ tính bán 1,4 tỷ để trả. Nhưng mà giờ đổ nợ vậy là mình còn tiền để lo vợ không? Ý là mình cứ vợ gì mình lo nổi không? Nắm được không? Không nổi. Nhìn biết hay là mình đi kiếm cô nào có kinh tế ổn định thì mình về ở rể hay sao? Bây giờ cái đó để tìm hiểu đi. Anh nói lớn lớn tí thấy rụt rè quá. Bây giờ mấy cô mà công nhân ở trọ mà đến với mình được không?
Dạ. Công nhân ở trọ mà đến với mình có được không? Cái đó thì tìm hiểu nếu hợp thì cũng... Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Hôm nay mình đi hội họp hay sao vậy? Dạ. Lên đây ngồi có hội họp không? Sao thấy rụt rè im được, nói chuyện nhỏ xíu vậy? Nói chung nào giờ không có. Rồi, trước khi kết thúc anh có lời nào nhắn gửi tới mấy cô mấy chị đang xem chương trình muốn kết nối với anh không? Thì anh cũng gửi, ví dụ có cô nào thì thấy hợp tình, hợp ý, yêu thương thật lòng thì cho mình cơ hội để tìm hiểu. Rồi, ha. Dạ. Thì cũng tùy duyên đi anh ha. Dạ. À, tụi em cũng cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa thương anh ha. Thôi em cũng chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi tụi em cũng cảm ơn anh, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ, rồi bấm thích trang, theo dõi trang. Rồi hôm nay anh lên chương trình anh có cam kết những thông tin anh chia sẻ đúng, anh chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình đúng không ạ? Dạ. Anh chịu trách nhiệm nha. Dạ. Rồi anh cứ cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video anh chia sẻ mạng xã hội cam kết là không gửi xuống, anh đồng ý ha. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn anh. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đồng hành theo dõi câu chuyện hôm nay. Rồi đăng ký kênh, bấm theo dõi nha cô chú anh chị, chia sẻ luôn. Dạ. Rồi. Bớt nhiều không? Bớt nhiều, chồng chị nhức lưng mà bữa giờ uống em 3-4 chai đó, thấy nó im mà đó, ngủ vậy nó không có nhức lưng nhức mình. Trước khi uống thì tình trạng bệnh nó như thế nào chị? Kiểu như nhức lưng á, nhưng mà có một cái là ngủ dậy nó hơi đau, mình riêng mình nhức lưng á, ngồi lâu cũng nhức đó. Bây giờ uống vô này 3 chai, 4 chai vậy thì chị đặt em mấy chai đó. Dạ. Chị thấy im, bây giờ đặt thêm á, tự nhiên uống hết là đặt nữa chứ không để dồn, phải không? Rồi, thế là 10 phần là mình bớt được mấy phần rồi? Đúng rồi, cũng 6 phần có rồi đó. 10 phần bớt được 6 phần rồi ha? Ừ. Vậy là trước đây là mình... nhức mình lắm. Nhức mình mới là nó bị thoái hóa khớp à chị? Đúng rồi, nó cũng là nhức chân, rồi ngồi dậy cũng nhức chân, nhức lưng, rồi nói chung chung là rim mình á, nó chẳng là rim mình đi, ngồi ngủ mỗi khi ngủ dậy người quể quải nhức mỏi lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Nó quan trọng là nhức cái lưng là nhiều nhất, nhưng mà bữa giờ là ông uống cái này hết 4 chai là thấy ông ngồi im rồi đó, không có nhức lưng nữa. Rồi chị uống hay là chồng chị uống? Chồng chị uống. À, ông kêu bớt nhiều rồi hả? Ừ, bớt nhiều rồi. Ồ, 6 phần rồi. Vậy là tốt rồi đó. 6 phần, ừ. Dạ, dạ. Vậy trước đó chị đã uống thuốc gì không? Thuốc gì lần nào chưa? Không. Từ lúc uống cái này là không uống nữa, uống thuốc tây nữa. Dạ, trước đây uống thuốc tây hả? Uống thuốc tây với lại chích nữa. Ồ, nhưng mà đâu có khỏi đúng không? Đúng rồi, uống thuốc tây với chích nữa, nhưng mà hả, thấy chích xong 3 tháng thì nó cũng bị lại 2 tháng bị lại, cho nên là từ lúc uống này im thôi, chị đặt bên em uống này luôn. Rồi ok, chị hôm nay lấy mấy chai nữa. Chị điện bên em á, chứ sao chị nghe tiếng em á, chị mới tin chứ còn chị sợ kiểu như cấp like rồi này kia nọ, chị sợ. Đúng rồi, nó hàng giả nhiều lắm. Mà hôm nay chị đặt thêm mấy chai nữa. Đặt chai thôi, uống hết kêu nữa, đặt chai cái gần Tết kêu nữa, thường ông uống này lần tầm tháng vậy đó. Uống rồi, hết okay, kêu chứ không có để dồn nữa không? Rồi, vậy thì để em giao cho nhá. Rồi, cho chị địa chỉ đó nha. Rồi, uống tốt thì giới thiệu giúp em ha. Rồi. Rồi, em chào chị.